Xin chào tất cả các mẹ, hôm nay chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình Hãy để Kip Laza giúp bạn. Vào mùa đông, mẹ thường có thói quen tắm và rửa mặt cho bé bằng nước nóng. Vì vậy khiến lớp dầu trên da mặt của bé bị mất đi. Đồng thời với thời tiết hanh khô khiến da bé bị mất nước. Vì vậy làn da nhạy cảm của trẻ nhỏ và trẻ sơ sinh bị thô ráp, lứt lẻ cũng như là khiến bé vô cùng khó chịu. Vì vậy mẹ cần có một chế độ chăm sóc cũng như là dưỡng da hàng ngày của bé một cách tốt hơn. Để giúp bé dưỡng da hàng ngày, các mẹ cần tới sự hỗ trợ của những sản phẩm dưỡng da để giúp cho da của bé có được một làn da mịn màng cũng như là mềm mại hơn. Hôm nay Kip Laza sẽ giới thiệu tới các mẹ 9 thương hiệu kem dưỡng da giúp bảo vệ làn da của bé một cách tốt nhất. Đây là 9 thương hiệu được các mẹ trên thế giới cũng như là Việt Nam tin dùng với đã được kiểm định, với chất lượng đã được kiểm định cũng như là độ an toàn cho làn da nhạy cảm của bé. Đầu tiên chúng ta phải kể đến dòng kem dưỡng da Chico. Đây là một trong những dòng kem nổi tiếng đến từ Ý. Với độ an toàn tuyệt đối cho sức khỏe của trẻ sơ sinh, không chứa cồn, chất tạo màu, không có hương liệu cũng như là không gây kích ứng da cho làn da của bé. Đồng thời với tinh dầu cám gạo cũng như là tinh dầu lưu ly chứa các axit béo như omega 3, omega 6 giúp nuôi dưỡng và làm mềm mịn da, đồng thời tái tạo bảo vệ lớp da một cách khỏe mạnh nhất. Ngoài ra với thành phần gồm có vitamin E và dầu hạt nho giúp cho làn da khỏe mạnh và mềm mịn hơn. Với thương hiệu thứ hai tôi muốn kể đến đó là dòng kem dưỡng da chống lẻ Mutella. Đây là một trong những dòng kem đến từ Pháp với thương hiệu nổi tiếng được rất nhiều các mẹ tin dùng, giúp bảo vệ làn da của bé cũng như là có tác dụng chống lẻ giúp cho làn da của bé mịn màng và tránh được khỏi hiện tượng thô ráp cũng như là lứt lẻ trên da. Với tác dụng nhanh chóng, đồng thời với thành phần gồm sáp ong, dầu hạnh nhân và bơ, đây là những thành phần hoàn toàn tự nhiên nên mẹ có thể hoàn toàn yên tâm khi lựa chọn sản phẩm này cho con yêu của mình, giúp dưỡng da hàng ngày cho bé. Mẹ có thể dùng sau khi tắm xong cho bé, có thể dùng bôi một lớp kem dưỡng da chống ẩm Mutella này để giúp cho da bé mịn màng và mềm mại suốt cả ngày. Tiếp theo sau đây tôi sẽ giới thiệu tới các mẹ dòng sản phẩm kem dưỡng ẩm Vision. Đây là một trong những dòng thương hiệu đến từ Nhật Bản. Với tác dụng vừa có tác dụng dưỡng ẩm vừa có tác dụng chống nẻ, cùng với thành phần là tinh dầu ô liu giúp cho thẩm thấu nhanh vào da cũng như là giúp dưỡng ẩm sâu trong da. Vì vậy làm cho làn da mềm mại ngay tức thì. Đồng thời với tác dụng chống nẻ, mẹ có thể sử dụng sản phẩm này suốt mùa đông để cho bé có được một làn da mềm mại cũng như là mịn màng hơn ạ. Bên cạnh đó, một thương hiệu cũng tới từ Nhật Bản đó là thương hiệu kem dưỡng da chống nẻ Chuchu Baby. Đây là cũng là một trong những thương hiệu được rất nhiều các mẹ tin dùng, được chiết xuất từ các tinh chất thực vật cao cấp cũng như là có tác dụng chống ẩm, phục hồi và nuôi dưỡng cải thiện làn da của bé một cách khỏe mạnh nhất. Sản phẩm này sẽ mang tới cho bé yêu nhà bạn một làn da vô cùng mềm mại cũng như là mịn màng hơn. Tiếp theo một thương hiệu mà tôi muốn nói đến nữa đó là dòng kem nẻ Bebe đến từ Pháp ạ. Với chiết xuất từ thành phần 100% thiên nhiên, cũng có tác dụng giúp ngăn sự mất nước của da, đồng thời giúp duy trì cũng như là tăng cường độ ẩm cho da một cách tốt hơn, giúp cho làn da của bé luôn khỏe mạnh và mềm mại mịn màng, phục hồi làn da lứt lẻ của bé một cách hiệu quả nhất ạ. Tiếp theo một thương hiệu khác mà tôi muốn nói tới đó là dòng kem dưỡng da Buchen đến từ Đức. Với thành phần hoàn toàn tự nhiên nên có mùi thơm nhẹ nhàng dễ chịu, có hai mùi cho các mẹ lựa chọn đó là màu xanh là mùi hương hoa cúc ạ, còn màu hồng đây là mùi hương của dâu. Với mùi thơm dễ chịu cũng như là có tác dụng dưỡng da chống ẩm, cùng với đó là những nguyên liệu thiên nhiên có tác dụng lành tính với da của trẻ nhỏ. Vì vậy mẹ có thể lựa chọn sản phẩm này để giúp dưỡng da chống ẩm cho bé hàng ngày. Bên cạnh đó một thương hiệu mà tôi cũng muốn nhắc tới đó là dòng kem dưỡng da chống ẩm Vaseline dạng sáp, là hỗn hợp gồm các loại dầu khoáng được pha trộn với nhau giúp cho bảo vệ làn da của bé dưới tác động của thời tiết cũng như là giúp da của bé dưỡng ẩm sâu, được bảo vệ ngay từ bên trong. Ngoài có tác dụng giữ ẩm da và chống nẻ thì dòng kem dưỡng ẩm Vaseline này còn có tác dụng khác, đó là tác dụng trị các nốt mẩn đỏ trên da của bé, nhất là đối với những da của bé sơ sinh, làn da của bé nhạy cảm khiến da của bé dễ bị mẩn đỏ hơn ạ. Tiếp theo tôi sẽ giới thiệu tới các mẹ một thương hiệu rất quen thuộc đó là dòng kem dưỡng da Johnson Baby.
Đây là một trong những dòng kem dưỡng da được rất nhiều các mẹ tin dùng với thành công thức mới, đó là bổ sung gấp đôi lượng tinh chất sữa cùng với vitamin A và vitamin E có trong thành phần sẽ giúp bảo vệ da cũng như là dưỡng ẩm da một cách hiệu quả nhất ạ. Bên cạnh những dòng kem sản phẩm dưỡng da thì các mẹ có thể dùng tinh chất sầu dừa của thương hiệu Visa để massage cũng như là dưỡng ẩm da cho bé. Đây là một trong những phương pháp truyền thống cũng như là lành tính giúp dưỡng da cho bé một cách hiệu quả nhất ạ. Trên đây tôi đã giới thiệu tới các mẹ 9 dòng sản phẩm cũng như là 9 thương hiệu giúp bảo vệ da cũng như là giúp dưỡng ẩm cho bé hàng ngày. Mẹ có thể sử dụng những loại kem dưỡng da chống ẩm này sau khi tắm xong cho bé để bôi dưỡng da chống ẩm cho bé hàng ngày ạ. Mọi thắc mắc các mẹ có thể truy cập vào website kidplaza.vn hoặc liên hệ từ số hotline 1900 6090 để được tư vấn hỗ trợ và đặt hàng một cách tốt nhất. Kidplaza xin